Xin chào các bạn, chào mừng các bạn với trung tâm học cơ khí. Hôm nay tiếp tục chủ video về quyền sức vật. Hôm nay thì video của mình sẽ nói về nội dung là dành cho các bạn mà mình vẽ 3D, dùng vẽ 3D mình còn chập chững, chưa biết các hình chiếu đứng bằng cạnh, và mình vẽ trong trong cái môi trường feature, trong môi trường 3D của mình nó bị lung tung hết. Hay khi lung tung hết thì khi mình xuất hình chiếu ra, hay ví dụ mình xuất hình chiếu ra bên bản vẽ thì nó không đâu vào đâu, ha, nó không đâu vào đâu, nó không ra được hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, mà nó cứ nằm lật ngang, lật ngửa, lật nghiêng như thế nào đó, không có đúng quy tắc ba hình chiếu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khắc phục đơn giản nhất, ha. Mình chỉ khắc phục trên cái môi trường xuất bản vẽ này thôi, 2D này thôi, ha. Rồi mình có một cái xuất hình chiếu như thế này mà nó không theo một cái quy tắc là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh gì hết, ha. Nó chỉ một cái view mà nó lật ngang rồi lật ngửa hay lật nghiêng như thế nào đó, ha. Thì trong môi trường Rawin này vẫn có cách để giúp các bạn xuất đúng quy tắc ba hình chiếu mà mình đang cần, ha. Rồi mọi người cứ là mình bấm vô cái view này, ha, bấm vô cái view này, rồi sau đó các bạn sẽ chọn relative view, ha, chọn relative view, rồi nó sẽ hiện cho mình cái chi tiết cái view đang lật như thế này. Mình chỉ cần chọn đúng hình chiếu mình đang cần là được, ha. Rồi ví dụ mình xoay mô hình mình đón được nè, đó, rồi xoay mình đón được. Vậy thì đồng nghĩa gì? Có thể cái mặt này nè, cái mặt này nó sẽ là sao? Nó sẽ có thể là trùng hướng hoặc là song song với mặt right nè. Tại vì sao? Mặt right là hệ trục của nó là trục EZ như thế này, ha. Mặt right là hệ trục EZ. Vậy thì các bạn chọn vô mặt right dưới đây. Mình chọn ngay cái mặt này. Đó. Rồi. Còn lại trên đây á thì mình thấy cái hướng của mặt run là mặt trục XY nè, mình chưa thấy hướng nào nó đáp ứng được á, thì mình còn một hướng đây, ha. Hướng này là hướng song song với mặt top nè, trên đây, ha, là trục XZ nè. Vậy thì các bạn chuyển nè, mặt top nè, rồi thì mặt top của mình sẽ cho nó song song hoặc là trùng với mặt này, ha. Rồi bấm vào mặt này, rồi sau đó các bạn ok thì lập tức cái view nó sẽ chuyển sang hình như thế này, ha, là đúng view của mình đang cần rồi nè, ha. Đây hình chiếu đứng nè. Rồi vậy thì sao, tới đây thì các bạn cứ cần là gì, mình chọn cái view này, ha, mình chọn project view để mình kéo các view khác, rồi đúng theo ý mình cần rồi nè. Rồi đây, ha, mình cho tỷ lệ lớn một tí nha, 21 đó. Thì mấy bạn rõ ràng là gì, mình thấy cái view này nó có theo nguyên tắc nhiều hơn cái view này, khác view này nó còn lật ngang lật ngửa. Ví dụ mình kéo cái view này đi, mình project view này, mình kéo nó qua nè đó, các bạn thấy nó sao? Nó không ngay hàng thẳng lối như những cái view mà mình vừa kéo hồi nãy, ha, nó không ngay hàng thẳng lối gì hết đó, thấy không, ha. Và cũng rất là khó kéo kích thước, cái khó kéo kích thước thẳng, kích thước ngang gì đó, giống như mấy này, nhưng này các bạn kéo kích thước thì nhìn nó rất là khó, rất là khó nhìn mà chưa chắc gì nó chính xác nữa. Và mình thấy kéo như kiểu này thì mình thấy sẽ đơn giản, dễ hơn nhiều, ha. Video của mình đây là kết thúc. Chúc các bạn thiền thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.